loving me more so God meant me. Now I'm holding my control. Things will play your fighting some more. Thuyền em
sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em chui vào đêm vui. Ơi hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả sông quả này đường xa xa xôi, bước chút thời gian vàng ngọc trở về chung vui cùng với gia đình trong buổi đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay, buổi đại lễ đính hôn cùng với Mỹ Hạnh, cùng với Quốc Huy. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và để mở đầu cho cuộc trò chuyện trong buổi chiều ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng con xin được trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên họ nhà trai sẽ có đôi lời để chuẩn bị trao cái lễ ăn hỏi trở về với gia đình quan viên họ nhà gái. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý bà con cô bác và gia đình họ nhà gái, tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà trai hôm nay là được sự đồng ý của hai cháu và hai gia đình là cho phép gia đình nhà đáp chúng tôi là có mặt theo quy định đúng giờ ngày để có mặt tại gia đình nhà gái, và cũng xin đưa nộp lễ nôn hai cháu và cưới. Thì xin báo cáo với gia đình thì do điều kiện cũng xa xôi, do đó là cũng là hai gia đình đã trao đổi và thông cảm với nhau, thì có gì đó thì xin gia đình gọi đáp thôi, xin mang về tình của gia đình hỏi nhà gái, xin mời nhà gái đón tiếp. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các anh chị em quan viên hai họ, ông bà quý hoài, tôi xin lời cháu quý, tôi là bác của cháu đại diện cho họ nhà gái, xin có đôi lời phát biểu. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Lời đầu tiên tôi xin được chúc phúc cho hai cháu mãi yêu thương và chung sống bên nhau. Các cụ ta có câu: trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Sau thời gian tìm hiểu của hai cháu Huy và Hạnh, được sự chấp thuận của hai bên bố mẹ, đồng thuận cho hai cháu về với nhau xây dựng gia đình, tôi xin thay mặt họ nhà gái chấp thuận nhận lễ hỏi của các đoàn họ nhà trai và xin trao gửi cháu Hạnh về với gia đình ông bà quý hoàng. Cháu còn trẻ trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, mong rằng ông bà sẽ dạy dỗ nhắc nhở để cháu sẽ trở thành dâu hiền con thảo, người vợ đảm đang của gia đình ông bà. Gia đình Quảng Trị và về với gia đình số gia đình ông Nguyễn Thiên Đạt, bà Ngô Thị Xuyến, địa chỉ số 2 ngõ 113 đường Cao Kỳ Vân, Hà Vị 2, phường Thọ Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và vừa rồi thì các cụ hai bên đã chính thức có đôi lời chào cũng như đón nhận cái lễ ăn hỏi từ phía gia đình quan viên họ nhà trai mang tới. Và giờ đây thì xin phép được trân trọng kính mời các cụ để cho các bạn trẻ chuyển di chuyển những các sĩ lễ đủ đầy về phía bên trong phòng gia tiên để bắt trưởng đoàn cũng như gia đình quan viên họ nhà gái các cụ kiểm lễ cũng như nhận lễ của gia đình nhà trai hôm nay. Trân trọng kính mời. Tượng trưng cho chồng, lá chầu tượng trưng cho vợ và sự thủy chung son sắt cùng với cặp đôi luôn sẽ hòa quyện với vui trắng để mãi mãi có một tình yêu có màu đỏ thắm. Và tiếp theo là đến mâm ngũ quả để chúc mừng cho sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, và đến nát rượu cùng với bánh kẹo để cùng hưởng thụ những các hương vị ngọt ngào và hương vị đắm say. Vâng, và chân trọng kính mời các cặp đôi, các bạn quân sĩ lễ chúng ta sẽ di chuyển lần lượt trở vào phía
lời bàn để những các sinh lễ đủ đầy để chúc mừng cho hạnh phúc, vĩ hạnh và quốc huy của chúng ta trong buổi đại lễ ăn hỏi hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa các bố ông, cùng bà, anh chị em công viên hai họ, họ nhà gái chúng tôi vừa đã làm được thủ tục được lễ hỏi của họ nhà trai. Tôi xin ra mặt họ nhà gái trân trọng kính mời các ông bà quan viên hai họ chúng ta ngồi uống nước sơ rượu, chúc phúc thời gian hai cháu và cùng nhau đàm thoại để lo các bước tiếp theo cho cháu Huy và cháu Hạnh. Xin kính mời các ông bà. Dạ vâng, và một lần nữa thì ban tổ chức chương trình xin được thay lời bà Ngọc từ phía gia đình quan viên hoa cả gái, gia đình ông Nguyễn Liên Đạt, bà Ngô Thị Xuyến. Xin trân trọng kính mời các cụ sẽ an tọa uống nước sơ rượu, chung vui với niềm vui chúc mừng cho hạnh phúc, vĩ hạnh và quốc huy. Đoàn đại biểu của họ nhà gái để đón tiếp các cụ ông, cụ bà cùng các anh các chị bên họ nhà trang hôm nay dân lễ đến hỏi cháu gái ông Dương, thì báo cáo với các ông này để chúng ta vừa uống nước vừa là tiện để giao lưu các câu chuyện. Xin giới thiệu với các ông bên họ nhà trai, đây là ông ngoại của cháu, đấy là bố thân sinh ra mẹ cháu Hạnh, và đây là ông chú của cháu, nghĩa em ruột của ông nội của cháu Hạnh, và đây là ông tợt của cháu. Thì sau đây tôi xin đại diện cho về phía gia đình người trai và xin cùng giới thiệu về cả thân nhân của cháu Huy. Hôm nay trước hết xin giới thiệu là ở đây có ba mẹ, đây là ba mẹ của cháu Huy, thì chắc là của hai gia đình cùng nhà rồi. Còn bên kia ba đây là ba nội của cháu Huy, ba nội là ba nội của cháu Huy, và đây là ông ngang hàng và ông đường cháu Huy là thúc bá. Còn tôi là có em ruột của ông nội của cháu Huy, xin giới thiệu về là họ nhà gái và cái ba nữa là có vợ chồng của anh chị là Nguyễn, là mời các cháu Hưng và toàn bộ gia đình của chị hôm nay, anh chị hôm nay có mặt đến dự lễ hỏi của hai cháu. Vâng, xin ra cho con đang có đây. Con chị con có và chú cũng không ai kia rồi. Thiếu ba để cưới cho hai cháu, chúc phúc cho hai cháu rồi. Nhưng sau cái lễ này thì tôi cũng xin có một cái lễ để tìm với nhà người. Dạ vâng, xin được chân thành cảm ơn với hai lời phát biểu của hai vị trưởng đoàn. Và giờ đây thì xin mời Cung Huy, xin mời Mỹ Hạnh sẽ lùi bước tới bàn thờ gia tiên để làm lễ gia tiên trong buổi đại lễ đính hôn này. Mùa xuân này anh
thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Yeah.
Gia đình đã chính thức chào và đón nhận cây trầu. Thì xin mời quý vị sẽ cùng lộ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình kể từ ngày hôm nay chung con chung cháu. Vâng, kính thưa quý vị, với người Bắc Giang ta có câu nói rằng đôi bên bác mẹ tương tề, anh về làm rể, em về làm dâu. Gia đình quan họ đã có đôi câu cây trầu xin lễ xuất trình tổ tiên. Và giờ đây đã được sự đồng ý của các cụ người ngoài đôi bên, thì xin mời chú rể Quốc Huy sẽ vào phòng tre để đón cô dâu trở ra và luôn bước tới bàn thờ gia tiên, bắt đầu gia tiên trong ngày đại lễ cùng kính trân trọng. Riêng của đôi chúng ta, dạ em điên kem tặng em một bó hoa, bữa đi bên anh lòng em vui em hát ca, say la la, nhìn ngắm nụ cười em anh thấy yêu đời hơn, baby trong trái tim anh và em à em à em là đối với anh em là nàng Juliet, với vẻ đẹp trên từng cm, đối với em đi khắp thế gian và ngay cả khi lên tới đỉnh Everest. Trở về với cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất ngày hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Đám cưới chúng tôi vẫn tin người tìm nhà trai và bên nhà gái, người thiệt là quá xa. Sâu trái tim của anh phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về gặp lại em, lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Cô dâu thứ hai tại địa chỉ số 2
ngõ 113 đường Cao Kỳ Vân, Hà Thị Hai, phường Thọ Xuân, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tham dự buổi đại lễ Vu Quy. Chúc mừng cho hạnh phúc, Mỹ Hạnh và Quốc Huy cho buổi chiều ngày hôm nay. Xin được thay lời cho gia đình quan viên họ nhà gái đỡ lời cho chủ nhân của đôi cánh diệp hồng, cô dâu Mỹ Hạnh và chú rể Quốc Huy, xin gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành và lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Và kính thưa quý vị, và giờ đây không để quý vị phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt trở về với tâm điểm của chúng ta và chào đón sự xuất hiện của Mỹ Hạnh và Quốc Huy. Xin mời các bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay ôm bó hoa tươi thắm tiến về sân khấu trang trọng và lộng lẫy để bước lên thảm đỏ hạnh phúc của ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh yên con thuyền tình cho em đến bến bờ hạnh phúc, em như là nước mát để thuyền anh lướt nhẹ trên em, làn gió bốt bè thì thầm to nhỏ, hạnh phúc nhất đời anh được ở bên em. Vâng, kính thưa quý vị, đôi bạn trẻ của chúng ta đang cùng nhau tay trong tay đưa đến với cung bậc cảm xúc tuyệt vời yêu thương, đó là họ sẽ cùng nhau chung xây dựng lên mái ấm gia đình hạnh phúc cho thế hệ tương lai. Chúng ta đang chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời, chú rể và cô dâu đang cùng tay trong tay trở về với sân khấu trang trọng và lộng lẫy của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể các quý vị, chúng ta cùng nổ một tràng này thật lớn lắm nữa được không ạ, để chào đón các đôi hương của chúng ta. Thưa quý vị khách quý kính mến, còn niềm vui nào vui hơn, xin mời. Và những quý vị khách quý kính mến, hòa chung với niềm vui trọn vẹn hạnh phúc ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày hai bên gia đình chính thức lên tỉnh Hồng Gia. Hôm nay một ngày thiên thời, một ngày địa lợi và nhân hòa. Hai bên gia đình đã chính thức và chung con chung cháu. Thật là niềm vui hạnh phúc vô bờ bến của hai bên gia đình. Hôm nay sum họp chúc may, chính trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình bắt đầu. Và xin mời toàn thể khán phòng chúng ta ủng hộ một cháu này thật lớn hơn nữa để chúc mừng được không ạ? Dạ vâng, xin mời. Dạ vâng, những đó. Và ngày hôm nay có món quà đặc biệt dành tặng cho chú rể và cô dâu, để chú rể và cô dâu muốn dành cho quý vị thay cho lời cảm ơn, đó là tình yêu chân thành của Mỹ Hạnh dành riêng cho chú rể Quốc Huy và ngược lại. Và một tình yêu chân thành này thì tôi sẽ được bật mí cho quý vị, đó là một nụ hôn ngọt ngào nhất mà cô dâu dành tặng cho chú rể. Nụ hôn tại gia đình quan viên họ nhà gái, tại sân khấu của gia đình quan viên họ nhà gái ngày hôm nay, xin mời hai bạn chú ý một chút. Ở đây hai bạn đang thảo luận về nụ hôn ngày hôm nay sẽ như thế nào và MC sẽ hướng dẫn cho chú rể và cô dâu. Nụ hôn ngày hôm nay thì Mỹ Hạnh sẽ là người chủ động trao cho chú rể Quốc Huy. Bởi vì sao quý vị ơi? Bởi vì là để cảm ơn chú rể Quốc Huy đã đón cô dâu Mỹ Hạnh sang cầu, để cho cô dâu Mỹ Hạnh chính thức có một cuộc sống mới hạnh phúc và êm đềm mãi mãi, được không ạ? Quý vị có sẵn sàng chờ đón giây phút này không ạ? Dạ vâng, lộ một tràng tay thật lớn để cổ vũ cho cô dâu Mỹ Hạnh của chúng ta đi ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng, và xin mời chú rể của chúng ta sẽ quay trở vào nhau để chuẩn bị đón có một cuộc sống hoàn toàn mới và hạnh phúc viên mãn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng khoảnh khắc đến nhau ạ. 3, 2, 1, xin mời. Từng lời nói nguyện yêu mãi yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá yêu phiền, cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hai.
giải tỏa cô dâu sẽ trở về sân khấu để trao cho họ ăn món quà ý nghĩa cùng với bà mẹ họ. Thời gian cách xa đời nhà vang tiếng pháo vui theo kiểu hoa có đôi phù sa, còn trong đời bạn bè dẫm tên bạn ngoài xa đã xa rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em lúc bàn xa cũng không được mời, đường chim trời đây đó bốn phương đưa đầu non giữa đêm vượt suối nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Thank you.
anh được bông hoa cũng chỉ có một mà thôi. Và ghép đôi như thế nào thì tùy theo ý của các bạn. Và ai muốn nhận được hoa của cô dâu và chú rể, chúng ta cùng giơ tay lên nào. Vâng, xin mời. Xin mời các bạn trẻ sẽ đi vào trung tâm của hàng tất cả phòng này nhá. Chú rể và cô dâu ra. Cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng quẩy khắp đến được chú rể và cô dâu sẽ cùng cầm tay nhau cùng bó hoa. Chúng ta sẽ cùng đếm từ 1, 2, 3. Chúng ta cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Niềm vui và hạnh phúc đang đông. Vâng, và xin mời cô gái xinh đẹp sẽ lên sân khấu. Xin mời cô gái xinh đẹp sẽ lên sân khấu và MC sẽ có dịp phỏng vấn cô gái của chúng ta một chút xíu ạ. Hôm nay bạn xin được giới thiệu với cả quý vị tên là gì và hôm nay đến đây với tư cách là gì? Và ngày hôm nay đến đây là với một lời chúc mừng tất cả nhất bạn Linh đúng không? Bạn Linh với một lời chúc mừng tất cả nhất thì bạn Linh sẽ nói gì ngắn gọn trong vòng khoảng 50 tỷ đấy ạ? Chắc là cô đâu chủ trẻ hạnh phúc và sống sinh ra. Cảm ơn đến chính là một câu nữa là sống sinh cháu tài đầy lòng đúng không? Luôn mong ước của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì Linh đến đây cùng với nhân vật nào và quan trọng Linh có thể giới thiệu với tất cả mọi người ạ? Đến cùng với bạn trai và bạn trai của Linh đâu rồi ạ? Một anh chào cao to đẹp trai, chú rể tương lai của chúng ta đúng không ạ? Xin tám là câu hiền của Thảo của hai bên gia đình. Và lời chúc của chú rể và cô dâu muốn dành tặng cho Linh và bạn trai của mình, đó là chúc cho anh chị mãi mãi chuẩn bị đến với ngày như ngày hôm nay đúng không ạ? Chúc cho chị sớm trở thành chủ nhân của các cuộc họp tiếp theo trở về sân khấu và chủ tịch đội hình đúng không ạ?
tìm em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta sớm hồi vui trên sông dài thuyền hoa xăng, bao câu nàng mỉm cười say. Chuyện gần xa, những ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho nay chung kết tối về với em.